Chào mừng các bạn đã đến với cộng đồng Tiếng Anh DDA. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình iRope của dự án Chenpik. Tham gia vào dự án hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia pool giải thưởng, đó là 1 triệu token CPK. Dự án chạy trên nền tảng Solana. Trong dự án này thì những người tham gia chúng ta sẽ nhận được 200 token CPK. Ngoài ra thì còn các cái phần thưởng rapper lên tới top 3111. Đấy, thì anh em cố gắng chúng ta cạnh tranh những vị trí xếp hạng. Ở bên cạnh đó thì có một cái giải thưởng đặc biệt, đó là 30.000 riêng sẽ nhận được là 20.000 token CPK. Đó, rất là ngon đúng không anh em nói chúng giải 20.000 CPK thì đúng là độc đắc luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào chương trình iLoop với các nhiệm vụ, rất nhiều nhiệm vụ Twitter. Chúng ta sẽ follow tất cả những cái mạng Twitter mà dự án yêu cầu ở đây. Trước đó thì các bạn sẽ có bước đăng nhập với Twitter với các thao tác của quyền ứng dụng, anh em lưu ý nhé. Mình sẽ mở tất cả những cái Twitter ra, mình sẽ làm đồng thời. Rồi có cả kênh Telegram luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành join tất cả những kênh mạng xã hội Twitter này. Follow tất cả luôn. Sau khi chúng ta đã follow, chúng ta xác nhận tất cả những kênh mạng xã hội này. Để quá lâu rồi là nó cái Glim nó bắt phải đi loan lại. Các bạn thấy nó rất nhanh, mình đã làm xong hầu hết tất cả những nhiệm vụ Twitter. Kênh nhiễu bọt sót này. Rồi ok, con tin rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến nhiệm vụ join vào kênh Terra. Thì ở đây bây giờ các bạn sẽ tiến hành join các kênh Terra mà dự án yêu cầu. Dự án này thì nếu anh em biết làm thì làm rất là nhanh thôi. Chúng ta chỉ những cái thao tác mở ra và xác nhận nhiệm vụ. Không có những nhiệm vụ quá phức tạp đúng không anh em. Chúng ta sẽ retweet một cái bài đăng ở trên Twitter. Chúng ta retweet này. Ở đây thì sẽ là bài đăng về iRope này. Chúng ta like và retweet. Kế đó thì chúng ta sẽ nút con tin. Và cuối cùng với địa chỉ ví Sola, các bạn có thể dùng ví Phantom hoặc ví Solet. Ở đây thì mình sử dụng ví Solet trong trường hợp này. Có lẽ Solet là một cái ví đơn giản nhất với anh em đúng không anh em. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chuyện Unlock với dự án Chenpik. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.